Chào các bạn, trong video bài học hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn lập kế hoạch sản xuất của hàng FOB. Tất nhiên là trong hàng FOB thì sẽ bao gồm cái phần phát triển và cái phần sản xuất. Thì nếu như mà các bạn chỉ làm hàng CMPT không ấy, thì nó sẽ bao gồm cái giai đoạn phía sau này này. Từ đây trở đi nó là CMPT, còn từ đây hết về đằng trước nó là cái giai đoạn phát triển. Nó sẽ là của hàng FOB. Và kế hoạch sản xuất là Production Planning hoặc là Production Status Report. Đó là cái kế hoạch sản xuất. Thì trong sản xuất may công nghiệp ấy, thì các quy trình may là liên tiếp nhau. Cho nên nếu như mà chúng ta bị tắc ở bất kỳ một quy trình nào thì tất cả các quy trình phía sau nó sẽ bị dừng lại và chắc chắn rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến lịch giao hàng. Vì vậy cho nên kế hoạch sản xuất chi tiết rất là quan trọng và nó giúp cho tất cả các bộ phận cùng hướng theo một cái mục tiêu quan trọng, đó là xuất hàng kịp thời, xuất hàng đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Thì như mình đã chia sẻ trước đây rất là nhiều lần rồi, cái kỹ năng lập kế hoạch và làm việc theo kế hoạch là một kỹ năng rất quan trọng của quản lý đơn hàng và thậm chí là cả QA/QC, và đặc biệt là với những cái công ty, những cái nhà máy mà có bộ phận kế hoạch riêng thì cái này rất là quan trọng với các bạn, bởi vì nó là cái công việc thường ngày của các bạn. Thì làm việc theo kế hoạch thì giúp bạn luôn chủ động trong công việc quản lý đơn hàng. Bởi vì quản lý đơn hàng là người luôn đi giục các bộ phận khác hoàn thành công việc để mà theo kịp cái tiến độ, cái kế hoạch, tiến độ ở trong kế hoạch sản xuất. Thế nhưng nếu như mà bạn làm không tốt và bạn để các bộ phận khác push ngược lại hoặc là giục ngược lại bạn như thế thì chắc chắn là công việc của bạn có vấn đề. Nhưng mà cái kỹ năng lập kế hoạch và làm việc theo kế hoạch này không phải là đơn giản, và những bạn mới vào làm chắc chắn là sẽ gặp khó khăn trong cái việc là lập kế hoạch và làm việc theo kế hoạch. Vì vậy các bạn cứ để ý mà xem, tất cả những các bạn, tất cả những các anh chị làm lâu năm với nghề quản lý đơn hàng, và đặc biệt là những anh bạn, các bạn và các anh chị ấy, làm với vị trí team leader hoặc thậm chí là manager, thì nắm cái kế hoạch này rất chắc để đảm bảo rằng tất cả các bộ phận là cùng focus, cùng tập trung theo cái kế hoạch sản xuất này. Và đặc biệt là các bạn ở trong team, thì ở trong đội ấy, thì các anh chị sẽ giúp các bạn rất là nhiều để bám sát theo cái kế hoạch chung này. Đó, thì chính vì vậy cho nên là cái kế hoạch sản xuất nó chi tiết nó quan trọng như vậy. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì nếu như bạn nào mà cần cái form này hoặc là cần cái bài giảng này ấy, thì các bạn comment địa chỉ email ở bên dưới. Các bạn lưu ý là các bạn chỉ cần comment địa chỉ email thôi, không cần phải nói là anh gửi cho em file này file kia. Mình đọc được địa chỉ email tự động mình sẽ gửi. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước đến giờ thì các bạn comment cái địa chỉ email rất nhiều. Chính vì vậy cho nên là Google họ đến cho đến bây giờ họ tự động họ đánh, họ sẽ xóa những cái comment có địa chỉ email. Chính vì vậy cho nên là mình chỉ đọc được comment thôi, còn cái comment của các bạn nó bị xóa mất và nó ở trong cái mục thông báo mà mình chỉ đọc được. Thì mình đọc được comment của các bạn là mình sẽ gửi cho các bạn. Bởi vì nếu các bạn comment dài ấy, thì cái phần Gmail, địa chỉ Gmail ở cuối cùng thì mình lại không đọc được. Cho nên là các bạn chỉ cần comment cái địa chỉ Gmail thôi. Ok, quay trở lại bài học của chúng ta. Thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu cái form này trước, cái bảng này trước. Đây là cái bảng kế hoạch sản xuất chi tiết của hàng FOB. Với cái, ở đây mình đang để đại diện là 3 mã hàng. 3 mã hàng thì cái mã hàng đầu tiên này là cái mã hàng đã chạy xong rồi. Mình để cái status, tức là cái tiến độ thực tế để các bạn hiểu. Cái mã hàng thứ hai về quần jean thì mình sẽ dựa trên cái quy tắc chung và mình sẽ lập cho các bạn một cái kế hoạch cho cái mã hàng quần jean. Thế còn cái mã hàng thứ ba là cái mã hàng áo jacket này này, thì cái này mình sẽ không làm, và mình sẽ để dành cho các bạn tự
dựa theo hai cái phần phía trên này và các bạn tự lập. Có thể các bạn cần cái file này thì các bạn comment và mình sẽ gửi cho các bạn, và các bạn dựa trên hai cái phần trên này và các bạn làm cho cái style jacket này. Còn với các bạn học viên trong khóa học của mình ấy, thì chắc chắn là sau những cái bài học này, ở trong những cái buổi học online thứ bảy hàng tuần, nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hỏi mình sẽ giải đáp trực tiếp chi tiết hơn về những cái video bài giảng này. Như là mọi khi chúng ta cũng vẫn học như vậy, và chúng ta đã đang đi những cái chủ đề, có lẽ là sau hết cái chủ đề về quy trình công nghệ mà chúng ta đang đi đấy, tất cả các dòng sản phẩm, thì chúng ta sẽ quay lại về cái, mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn về check cái định mức, và chúng ta sẽ quay trở lại nói về cái này, cái kế hoạch sản xuất này. Và khi đó thì mình mong muốn là các bạn hãy làm bài tập là cái mã hàng thứ ba này, cái mã hàng jacket này, và các bạn có thể phân tích cho mình tại sao mà các bạn làm nên được cái báo cáo cho cái mã hàng thứ ba này. Còn cái mã hàng thứ hai mình sẽ làm, bởi vì là nếu như hiện tại bây giờ thì mình vẫn đào tạo quản lý đơn hàng và QA QC, cho nên là nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể add Zalo mình số này, số đây các bạn ạ, thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái form này. Thì đầu tiên chúng ta để chúng ta hiểu về cái form trước đã. Trong này thì sẽ có season là mùa rồi này, brand là tên khách hàng rồi này. Tên khách hàng là gì? Vendor tức là cái đơn vị trung gian. Cái đơn vị trung gian, chúng ta nhận hàng qua cái đơn vị trung gian là đơn vị nào, hay là chúng ta nhận hàng trực tiếp của khách hàng. Bởi vì nhiều khi ấy, vendor thì với khách hàng người ta chỉ quan tâm đến cái vendor. Cái trong cái những cái tài liệu họ phải có cái thông tin của cái vendor, chứ không phải là chỉ quan tâm đến vendor. Họ phải có thông tin của vendor là người nhận hàng của họ. Và vendor thì họ lại nhận hàng và họ lại đi gia công ở nhà máy. Thì chúng ta, nếu như chúng ta làm ở vendor thì chúng ta sẽ hiểu. Còn nếu chúng ta làm ở nhà máy thì vendor cũng là một cấp khách hàng và brand là một cấp khách hàng cao hơn. Brand là end buyer, tức là khách hàng cuối cùng. Còn vendor là nhận hàng của brand để mà gia công ở nhà máy. Ok, tiếp theo là cái ngày update, là cái mình đang để là cái ngày hôm nay. Ok, ở đây chúng ta sẽ quy định với nhau một số những cái từ viết tắt và những cái màu thể hiện. Đầu tiên là A, các bạn nhìn đây, những cái cột A và được đánh dấu màu xanh. Đánh dấu màu xanh đậm này thì sẽ là approved tức là đã được duyệt. Ok. Hoặc là AC đây, các bạn có thể nhìn AC cũng là được đánh dấu màu xanh giống approved, thì AC là viết tắt của approval with correction hoặc là approval with comment. Ok. Thì như thế thì hai cái cột này coi như là chúng ta đã được duyệt. Ok. Chỉ có điều là cái cột AC này là chúng ta phải cải thiện comment của khách ở những cái bước tiếp theo. Thì tùy vào từng tình huống, không phải auto là cứ AC tức là đã được duyệt, mà nhiều khi cái còn phụ thuộc vào cái comment của khách nó là cái gì. Nếu như cái comment của khách nó là cái comment quan trọng, có nghĩa là lỗi ấy, khi mà có comment thì sẽ có comment nặng và comment nhẹ. Thế thì cái comment mà nó liên quan đến những cái lỗi nặng thì đương nhiên là thậm chí là chúng ta hiểu là cái AC đó là gần như là reject, gần như khách hàng không chấp nhận, và khách hàng yêu cầu chúng ta phải phát triển thêm một cái vòng nữa và submit, gửi thêm một cái vòng nữa để khách hàng duyệt lại xem chúng ta đã improve, đã cải thiện được cái comment đó chưa. Chính vì vậy cho nên là approval with correction hoặc là approval with comment, tùy vào từng tình huống thì chúng ta sẽ hiểu là approval hay là hiểu là reject. Cái đó thì sẽ có làm việc qua chi tiết qua email với khách. Còn tất nhiên là A hoặc reject. Reject là bị loại, đúng không nào? Là những cái mà chúng ta submit, những cái mà chúng ta gửi là khách hàng reject, khách hàng loại, không chấp nhận và chúng ta phải làm lại. Và cái reject thì là sẽ là màu đỏ.
với những cái nào mà sau khi approval, sau khi mà khách hàng đã được duyệt, thì chúng ta sẽ ở những cái ô sau đó thì chúng ta sẽ đánh dấu là màu xám, có ý là complete. Cái này chỉ là quy định với nhau thôi nhé. Ở đây thì mình lấy một cái màu đại diện bất kỳ này. Còn tất nhiên là với từng khách hàng thì người ta sẽ quy định, có những cái quy định riêng. Ở đây thì mình thấy cái bảng này là khá chi tiết, thì mình phân tích ở trên cái bảng này để các bạn hiểu. Ok, bây giờ đi vào cái mã hàng đầu tiên là cái mã hàng áo t-shirt, tức là cái áo thun này. Thì chúng ta hiểu này, từng cái cột một, đầu tiên là image, tức là hình ảnh nhé. Reference number, tức là cái số mã hàng, tức là style number ấy. Style number hoặc là reference number là cái số mã hàng. Ở đây mình để tượng trưng là ABC thôi. Còn cái mã hàng của các bạn, ví dụ như là theo cái tên brand và khách hàng quy định cái tên mã hàng, thì các bạn nhập vào đây. Ok, tiếp theo là size range. Size range thì là những cái cỡ mà chúng ta sản xuất. Ở đây thì cái mã hàng này đang có chạy từ cỡ XS cho đến cỡ 2XL. Ok. Về màu, màu thì chúng ta sẽ có cốt màu. Cốt màu ở đây là M19. Và cái tên màu, color name. Color code và color name. Đây là color code nhỉ. Color code và color name. Cái này cũng theo khách hàng quy định. Ở trong PU có thể hiện, trong tay bách cũng có thể hiện. Ok. Color name là blue. Và cái delivery date, đây, cái này là delivery date, là cái ngày này là cái ngày xuất hàng. Cái ngày xuất hàng này là cái ngày theo PO của khách, theo khách yêu cầu. Còn cái confirmed delivery, tức là cái ngày mà nhà máy xác nhận, sau khi mà đã kiểm tra, sau khi mà đã check track đủ kiểu, đủ cao vòng, tất cả check track rất chi tiết, thì nhà máy phải xác nhận với khách là nhà máy sẽ giao hàng vào cái ngày này. Và ở đây thì là chúng ta nhìn thấy hai cái ngày nó giống nhau, thì chúng ta hiểu là nhà máy đang xác nhận là giao hàng on time, tức là giao hàng kịp thời theo đúng như khách hàng yêu cầu. Ok. Về new delivery, tức là ở cái cột này nó có một cái cột dự phòng. Giả sử như trong cái quy trình sản xuất của chúng ta, trong cái quy trình phát triển của chúng ta, nó có một cái trục trặc gì đó mà chúng ta bị hoãn, chúng ta bị pending và nó bị lùi lại cái thời gian, cái lịch xuất hàng, thì chúng ta đánh vào đây. Ví dụ hiện tại bây giờ đang là 29 tháng 12 là giao hàng. Thế nhưng mà vì là lịch có trong cái quy trình phát triển nó có vấn đề gì đó, vải không được duyệt, hay là nguyên phụ liệu không được duyệt, hay là mẫu không được duyệt, hay là vì dịch bệnh vải không về được, vân 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 vân. Nó là những cái lỗi mà chúng ta không khắc phục được và bắt buộc là phải lùi cái ngày xuất, thì chúng ta sẽ ghi vào delivery, new delivery. Ok. Tiếp theo là về quantity, là số lượng thôi nhé. Ok, tiếp đến là cái frozen package date. Frozen package date tức là cái ngày mà khách gửi cái bộ tài liệu kỹ thuật, bộ tài liệu kỹ thuật cho chúng ta. Trong bộ tài liệu kỹ thuật đó thì có thể bao gồm PO sheet, ok. Tiếp theo nữa là take back. Tiếp theo là file in, file theo. Trong take back thì đương nhiên sẽ bao gồm là spec này, specification tức là mô tả này, sketch là hình ảnh này, và những cái mô tả chung nữa, cái construction nữa. Đó. Thì thông thường một cái bộ frozen package nó sẽ phải bao gồm như vậy, tức là cái ngày mà khách gửi cái bộ tài liệu cho chúng ta. Trong cái bộ tài liệu đó thì nó sẽ phải bao gồm những cái mà mình vừa liệt kê, có thể sẽ nhiều hơn nữa. Ok, tiếp theo là fabric mill. Fabric mill tức là nhà sản xuất vải. Và fabric content. Fabric content là cái thành phần vải, cấu trúc của vải. Ok. Thì đây là những cái thông tin chung này, những cái thông tin chung nhất về cho tất cả các mã hàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thông tin chi tiết chúng ta phải cập nhật cho từng mã hàng. Đầu tiên là cái quy trình phát triển nhé. Bởi vì đây là, các bạn nhớ, đây là đơn hàng FOB. FOB thì chúng ta phải phát triển. Phát triển khách duyệt thì chúng ta mới được vào làm. Ok. Đầu tiên nó là fabric quality. Fabric quality là cái chất lượng của cái vải.
Ví dụ như ở đây các bạn nhìn, khách hàng sẽ yêu cầu cái loại vải này là cái loại vải microfiber và cái loại vải poly 100% poly với cái trọng lượng là 85 gram GSM, ok, gram trên mét vuông ấy, thì cái trọng lượng như thế này đó và tên vải như thế này. Có thể ở trong cái tech pack sẽ mô tả chi tiết hơn về cái thông tin cấu trúc của vải nữa, để mà chúng ta có thể dựa vào đó, dựa vào cái thông tin đó chúng ta chuyển cho fabric mill đây, chuyển cho nhà cung cấp vải, và họ sẽ dựa vào cái thông tin yêu cầu của khách hàng là cái loại, cái mã hàng này này, cái mã hàng này nó sẽ sử dụng cái loại vải đó, và người ta sẽ phát triển cái vải, nhà cung cấp vải sẽ phát triển vải và gửi cho chúng ta, và chúng ta sẽ gửi cho khách hàng để khách hàng duyệt cái quality. Trong cái quality này thì các bạn hiểu là bao gồm là gì, cái loại vải, thì trong cái loại vải đương nhiên nó sẽ có cái loại sợi này và quy cách dệt này, quy cách nhuộm này, quy cách hoàn thiện, thì nó sẽ tạo nên một cái cấu trúc chi tiết của vải, và nó là tạo nên cái chất lượng của vải gọi là fabric quality, tức là khách hàng sẽ duyệt về cái chất lượng của vải. Và khi mà chúng ta gửi cho khách ấy, chúng ta nhận được cái fabric quality, thường là một cái miếng vải nhỏ thôi, một miếng vải nhỏ, và chúng ta nhận được từ nhà sản xuất vải và chúng ta gửi cho khách hàng, chúng ta sẽ nhận được cái comment của khách. Ở đây thì ngày 28 tháng 8 chúng ta đã được duyệt cái fabric quality. Và chúng ta hiểu này, nó có một cái quy định cho từng cái quy trình một đấy nhá. Cái này các bạn hiểu là nó theo một cái quy trình liên tiếp nhau. Đầu tiên sẽ là mình nói trước tên từng quy trình trước nhé, sau đó thì sẽ phân tích chi tiết từng quy trình một. Đầu tiên là khách phải duyệt về cái chất lượng vải là fabric quality. Tiếp theo, sau khi mà fabric quality đã được duyệt thì khách hàng sẽ yêu cầu chúng ta sẽ gửi lab deep để cho khách duyệt tiếp vòng thứ hai. Thì cái vòng đầu tiên là duyệt về chất lượng vải, và cái vòng thứ hai lab deep là khách sẽ duyệt về màu sắc, trọng lượng, vân vân. Thì ở trong cái lab deep đó vẫn là nhà cung cấp. Sau khi mà fabric quality đã được duyệt và chúng ta sẽ có comment, thì chúng ta sẽ lại chuyển cho fabric mill, tức là nhà cung cấp vải, nhà làm vải, nhà sản xuất vải. Họ sẽ dựa trên cái comment đó để họ làm lên cái lab deep. Họ làm lên lab deep, sau đó thì họ sẽ lại gửi cho chúng ta và chúng ta lại gửi cho khách, để khách duyệt về cái lab deep, fabric lab deep. Đó, ok, đó là lab deep. Song song với cái việc mà phát triển vải thì chúng ta phải phát triển cả thêu in nữa. Giả sử như trên cái sản phẩm này nó là trơn không có in thêu, thế nhưng mà nếu như sản phẩm của chúng ta có in có thêu thì chúng ta phải in, phải thêu lên đúng cái loại vải đó, đúng cái loại vải fabric quality mà khách được duyệt này. Chúng ta in lên đó và chúng ta thêu lên đó, in lên miếng vải rời thôi, thêu lên miếng vải rời, và khi đó thì chúng ta gửi cho khách hàng để khách hàng duyệt hình in, hình thêu, duyệt về công nghệ in, duyệt về kích thước hình in, về thêu cũng vậy, in cũng vậy, và khách hàng cũng sẽ có comment cho chúng ta. Và ở cái cột này ấy, thì ở trong cái bảng này thì in và thêu đang để chung với trim, tức là để chung với nguyên phụ liệu. Thì nguyên phụ liệu cũng vậy, ví dụ như là cái nhãn thì bên nhà cung cấp nhãn, nhà sản xuất nhãn, họ cũng dựa vào cái tài liệu kỹ thuật của chúng ta gửi. Chúng ta nhận tài liệu kỹ thuật từ khách hàng, sau đó chúng ta gửi đến nhà cung cấp và họ sẽ dựa trên cái thông tin đó để họ làm nên một cái mẫu và họ gửi cho chúng ta. Chúng ta lại gửi cho khách hàng để khách hàng duyệt và khách hàng sẽ cho comment của chúng ta. Thì như vậy ở đây chúng ta sẽ có embroidery là thêu và print là in. Thì chúng ta sẽ in và thêu lên vải đúng cái chất lượng vải của cái vải mà khách được duyệt này nha, gửi cho khách để khách duyệt. Và ở cái chi tiết của cái mã hàng này thì ngày 12 tháng 10 là bị reject lần 1, the first time and the second time, vào ngày 20 tháng 10 thì đã được duyệt, okay. Được duyệt lần thứ 2. Các bạn từ từ hãy nhìn vào cái approval deadline này nha. Mình đang phân tích từng cái quy trình một để các bạn có thể hiểu. Còn cái on over print
Onoverprint này nó là cái loại vải, tức là cái loại vải mà nó in toàn bộ, in hoa văn toàn bộ trên cái bề mặt vải thì gọi là onoverprint. Onoverprint là in toàn bộ hoa văn lên mặt vải nhé. Ok, tiếp theo là fitting sample, có nghĩa là cái quy trình phát triển mẫu. Ở đây là mẫu fit trước. Trong cái mẫu fit này thì có thể khách hàng sẽ yêu cầu mẫu develop hoặc không, hoặc có thể là mẫu proto hoặc không. Thì trong cái gọi là đây là cái quy trình phát triển mẫu, thì ở đây để chung là fitting sample, thì sẽ bao gồm có thể là develop, có thể là fit sample và có thể là proto. Ok, nó là cái quy trình phát triển mẫu. Và chúng ta cũng dựa trên cái vải mà khách được duyệt, chúng ta may lên cái mẫu và gửi cho khách hàng, và khách hàng sẽ lại comment cho chúng ta. Ok, ở đây thì chi tiết của cái mã hàng này nó là carryover from 456. Tức là carryover, các bạn hiểu là cái mã hàng nó lặp lại về cấu trúc, tức là cái cấu trúc của cái mã ABC này nó sẽ giống với cái cấu trúc của cái mã 456. Chính vì vậy cho nên gọi là carryover. Và carryover nếu nó sẽ có những cái quy định về carryover, ví dụ như là hai cái mã này, một cái mã hiện tại các bạn nhìn đây, đây là mùa holiday 21. Mình ví dụ vậy nhé, bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta đang chạy mùa holiday mà. Mình ví dụ vậy thì khách hàng người ta sẽ quy định là cái mùa holiday 21 này, nếu như mà cái mã 456 này nó ở cái mùa trước của cái mùa holiday 21, có thể là mùa mùa fall, có thể là mùa fall 21, thì khách hàng sẽ đồng ý cho chúng ta là nó với, bởi vì nó giống cấu trúc mà. Nó giống cấu trúc, đương nhiên là cũng sẽ giống vải nữa, giống vải, giống cấu trúc và giống thông số, thì khách hàng sẽ không yêu cầu chúng ta làm fit, không yêu cầu chúng ta phải may lại fit, và ở đây sẽ để là carryover. Các bạn hiểu như carryover là lặp lại về cấu trúc. Nhưng mà các bạn phải lưu ý là giống hệt, lặp lại về cấu trúc là giống hệt nhau về cấu trúc và giống hệt về vải nữa. Ok, có thể là hình in nó sẽ khác nhau nhé, có thể là hình in, hình thêu nó sẽ khác nhau đó, nhưng mà vải thì chắc chắn phải giống nhau và cấu trúc thông số nó phải giống nhau thì mới gọi là carryover. Ok, tiếp theo, cái sau khi mà vải được duyệt lần thứ nhất là về fabric quality, duyệt lần thứ hai là về lab deep, và nhà sản xuất vải sẽ dựa trên những cái comment, những cái nhận xét của khách hàng và tiến hành cái bước tiếp theo, đó là book lot. Book lot là cái lần làm mẫu tiếp theo của bên nhà cung cấp vải, họ sẽ cũng làm lên một cái miếng vải và họ gửi mẫu cho chúng ta. Chúng ta lại gửi cho khách hàng để khách hàng duyệt. Và cái ngày 10/20 này này, 10/20 này là chúng ta đã được duyệt book lot. Các bạn hiểu nhé. Ví dụ như là các bạn biết là để mà chúng ta vào được sản xuất, vào được may sản xuất may đúng không? Thì chúng ta phải qua hai, ít nhất là hai vòng may mẫu. Đầu tiên là mẫu fit, sau đó là may mẫu PP. Thì để mà sản xuất, để mà nhà cung cấp vải sản xuất được vải thì họ cũng phải qua hai vòng phát triển. Ở đây là ba vòng này này. Vòng đầu tiên là fabric quality, là cái lần duyệt mẫu thứ nhất về vải. Cái lab deep là cái lần duyệt mẫu thứ hai, và cái book lot là cái lần duyệt mẫu thứ ba, là cái lần duyệt mẫu cuối cùng trước khi mà được vào sản xuất vải hàng loạt. Đó thì tương tự như vậy, chúng ta hiểu là fabric quality và lab deep nó là fit sample của vải, và book lot nó là PP sample của vải. Ok, đó là về book lot để các bạn hiểu nhé. Tức là sau khi book lot được duyệt đấy thì sẽ được sản xuất vải hàng loạt. Đó. Tiếp theo là về seed band. Seed band thì các bạn hiểu nhé. Các bạn hiểu là khi mà chúng ta đặt cái loại vải này đúng không? Và book lot đã được duyệt. Tất nhiên là khi mà book lot được duyệt thì khách hàng chỉ duyệt cho chúng ta một ánh màu thôi. Một cái ánh màu chuẩn nhất là khách hàng sẽ duyệt. Nhưng mà sản xuất vải thì chúng ta hiểu là bao giờ nó sẽ cũng có cái độ sai lệch về ánh màu. Đó. Độ sai lệch có thể là sẽ nó hơi khác đi một tí, có thể là hơi đậm hơn, có thể là hơi nhạt hơn. Chính vì vậy cho nên là khách hàng phải có cái shade band để khách hàng có một cái độ dung sai, một cái độ du di nó khác màu ở cái mức độ nào đó thì khách hàng sẽ chấp nhận được, và cái đó gọi là shade band.
Nhưng mà ở đây các bạn nhìn này, not apply tức là NA tức là not apply, tức là ở đây khách hàng không cho phép có set band mà yêu cầu là hàng sản xuất đại trà phải 100% giống với cái mà khách hàng đã duyệt, đó là book lot. Okay. Như vậy là không có set band nha. Tiếp theo là PP sample nhé. PP sample, PPS. PP sample là pre-production sample, là cái mẫu PP chúng ta phải may cái mẫu này, và nếu khách duyệt cái mẫu này thì chúng ta mới vào được vào sản xuất đại trà. Ok, mình đi từng quy trình một. Tiếp theo, sau khi mà vào sản xuất đại trà thì chúng ta phải may, đúng không? Chúng ta phải may và chúng ta chọn ở trên truyền cái sản phẩm đẹp nhất ở trên truyền để cho chúng ta gửi cho khách hàng, để khách hàng duyệt cái chất lượng đẹp nhất ở trên truyền, thì đó gọi là mẫu top. Top tức là top of production, là cái mẫu đẹp nhất ở trên truyền. Thế như mình đã giải thích cái mẫu top nhiều lần rồi ấy, thì cái mẫu top đúng ra là phải lấy từ hàng trên truyền mới là chuẩn. Lấy từ hàng trên truyền mới chuẩn bởi vì nó là thể hiện cho cái chất lượng của hàng sản xuất trên truyền mà. Nó là top of production, là cái sản phẩm đẹp nhất ở trên truyền. Nhưng mà thông thường thì hầu hết các nhà máy đều may mẫu top ở trong phòng mẫu. Bởi vì cái mẫu top này rất quan trọng, là các bạn, nếu như các bạn đã làm thì các bạn luôn luôn gặp câu hỏi là nếu như mẫu top mà có vấn đề, thì khách hàng luôn luôn đặt câu hỏi là cái mẫu top tức là cái mẫu đẹp nhất ở trên truyền mà nó còn đang xấu như thế này, thì hỏi rằng là hàng trên truyền của mày nó sẽ xấu đến mức độ nào. Đó, chính vì vậy cho nên cái mẫu top rất là quan trọng. Mẫu top có được duyệt thì mới được xuất hàng. Và cái mẫu top này nhiều khi là sẽ là cái cơ sở để mà sau này kiểm final nữa. Final sẽ so sánh dựa trên cái mẫu PP và dựa trên cả mẫu top nữa. Đó. Chính vì vậy cho nên là cái mẫu top này rất quan trọng, và thường cái mẫu top này thì các nhà máy sẽ may ở trong phòng mẫu. Tiếp theo, Fabric In-House. Fabric In-House là cái ngày mà vải về nhà máy. Tương tự như vậy, Headwear hoặc là Trim In-House Date, tức là cái ngày mà nguyên phụ liệu, phụ liệu, vải là nguyên liệu rồi, còn hardware hoặc là trim in-house date, tức là cái ngày phụ liệu sẽ về đến nhà máy. Các bạn nhìn này, cái vải này, ở đây là vải nhé, ở đây là phụ liệu nhé, tức là nguyên phụ liệu và mẫu được duyệt, thì chúng ta gọi là nếu như chúng ta có đủ ba cái điều kiện này, mẫu, vải và phụ liệu được duyệt, thì chúng ta gọi là đồng bộ. Chúng ta gọi là đồng bộ. Và cái sản xuất CMPT sẽ được, nếu như mà cái lead time, tức là cái thời hạn tính cái lead time, tức là cái thời hạn sản xuất của hàng CMPT sẽ được tính từ đây, tính từ lúc mà đồng bộ, tức là tính từ lúc mẫu được duyệt và đã được nhận và phụ liệu cũng được nhận. Ok, tiếp theo về những cái quy trình tiếp theo là cái quy trình của sản xuất. Ví dụ như là Start Cut Date. Start Cut Date tức là cái ngày bắt đầu cắt. Start Sew Date tức là cái ngày bắt đầu may. Packing Date là cái ngày mà gấp gói. Và cái ngày Packing Completed Date là cái ngày mà gấp gói xong. Và Shipment Sample Date là cái ngày gửi mẫu shipment. Final inspection là cái ngày kiểm soát, và ship date là cái ngày hàng ra khỏi nhà máy. Ok, đó là mình giải thích về tên của từng cái quy trình một. Thế còn từng cái quy trình này sẽ tính cái thời gian về cái approval deadline. Thì cái approval deadline thì tính ra như thế nào? Bởi vì các bạn nhìn đây nhé, giả sử như cái đầu tiên đi, cái đầu tiên đó là Fabric Quality và cái Approval Deadline tức là cái thời hạn mà cái chất lượng vải được duyệt, nó là ngày 20 tháng 9. Và chúng ta gửi, nhà cung cấp vải gửi vải, chất lượng vải cho chúng ta và chúng ta gửi cho khách hàng, và khách hàng duyệt ngày 28 tháng 8, tức là trước cái ngày 20 tháng 9 này là ok, tức là kịp thời hạn, sớm hơn thời hạn là ok. Nhưng mà sau cái ngày này là không được đâu nhé. Thế thì cái ngày approval deadline này sẽ được tính như thế nào? Thì các bạn hiểu này.
cái câu ở cái dòng phía bên trên này sẽ nó sẽ giải thích cho cái approval deadline này. Should be approval no more than 30 days from person packet issue date. Tức là nên cái ngày mà được duyệt này này, cái ngày mà fabric quality này được duyệt, tức là phải không muộn hơn 30 ngày kể từ cái ngày mà khách hàng gửi cái production packet. Đây, production packet. Từ cái ngày mà khách hàng gửi tài liệu cho đến cái ngày mà chất lượng vải được duyệt là không quá 30 ngày. Thì các bạn nhìn ở đây, người ta để công thức này. Đấy, người ta để công thức. Tức là cái ngày muộn nhất mà cái chất lượng vải được duyệt phải là cái ngày sau cái ngày nhận tài liệu này 30 ngày. Đó là cái ngày muộn nhất thì người ta cộng 30 vào đây. Đó, thì đây là cái deadline của fabric quality. Tức là khách hàng cho phép chúng ta phát triển cái chất lượng vải trong vòng 30 ngày. Cho đến khi mà chúng ta được duyệt là nhiều nhất là 30 ngày. Đó. À, cái này thì nó tùy vào từng khách hàng thôi nhé. Tùy vào từng khách hàng và tùy vào từng loại vải. Chứ không phải là bất cứ khách hàng nào cũng đều là 30 ngày. Nhưng mà thông thường nó là như vậy. Đây là một cái để các bạn có thể tham khảo. Còn chi tiết cho mã hàng của các bạn, chi tiết áp dụng cho nhà máy của các bạn, chi tiết áp dụng cho khách hàng của các bạn thì các bạn phải check với khách hàng của các bạn nhé. Ok, tiếp theo là sau, các bạn biết là sau khi chúng ta được duyệt về chất lượng vải thì chúng ta sẽ phát triển về lab deep, đúng không nào? Lab deep thì cái ngày này sẽ là không muộn hơn 45 ngày sau cái ngày mà đây, sau cái ngày production packet chúng ta nhận cái tài liệu của khách hàng, không muộn hơn 45 ngày. Tức là cái quy trình phía sau này muộn hơn quy trình phía trước này 15 ngày, đúng không nào? Thì các bạn nhìn đây, công thức người ta để này. Đó. Cái G10 là chính là cái ngày này. Các bạn chờ mình một chút. Ok. Lab deep nhé. Các bạn nhìn này. Đó là cái ngày nhận tài liệu của khách hàng. Không quá 45 ngày thì chúng ta phải được duyệt lab tip. Tất nhiên là cái ngày này là cái ngày duyệt nha. Cái ngày này là approval deadline mà, là ngày duyệt, chứ không phải là cái ngày chúng ta gửi nhá. Không phải là cái ngày chúng ta gửi. Bởi vì các bạn biết là khi mà thông thường khách hàng của chúng ta thì thường là ở Mỹ, đúng không nào? Thì cái chúng ta phải lùi lại. Ví dụ như cái ngày ấy, mùng 5 tháng 10 là cái ngày cuối cùng mà chúng ta được duyệt, là cái ngày muộn nhất mà chúng ta phải được duyệt. Thì chúng ta phải trừ đi trước đó là khách hàng cần 2 đến 3 ngày làm việc để khách hàng check. Thì ít nhất là cái này sẽ phải đến New York, đến tòa nhà của khách hàng vào ngày mùng 2 hoặc là chậm nhất là mùng 3 tháng 10. Và chúng ta lại trừ đi cái khoảng thời gian mà chúng ta gửi hàng nữa. Thông thường gửi hàng từ đây sang New York thì chúng ta sẽ mất 3-4 ngày. Đó, 3-4 ngày nữa. Thì cái ngày mà approval deadline này là cái ngày khách duyệt, chứ không phải là cái ngày chúng ta gửi. Chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta submit bất kỳ cái này ấy, là chúng ta phải tính cái khoảng thời gian, cộng thêm cái khoảng thời gian gửi hàng nhé. Ok, tiếp theo embroidery là thêu và print là in. Thì tương tự như vậy. Ở đây thì khách hàng sẽ quy định là không quá 45 ngày. Should be approval no more than 45 days from production packet issue date. Ok. Không quá cái ngày này này. 45 ngày. Đó. Tức là bởi vì sao 45 ngày? Cái này 45 ngày, cái này 45 ngày. Tức là muộn hơn cái này 30 ngày. Bởi vì cái quy trình này chỉ có thể thực hiện được sau khi cái quy trình này đã được duyệt, đúng không nào? Bởi vì lab deep là cái bước phát triển thứ hai để duyệt vải. Thì đầu tiên là cái chất lượng vải phải được duyệt đã, thì mình mới chuyển sang được cái bước lab deep này. Chính vì vậy cho nên là cái thời hạn của cái quy trình thứ hai này nó dài hơn quy trình thứ nhất 15 ngày. Tương tự như vậy về cái in theo cũng vậy. In theo thì chúng ta phải
phải y theo lên đúng cái vải mà khách hàng đã được duyệt. Chính vì vậy cho nên là cái in theo nó dài hơn 15 ngày. Thì cái in theo này lần thứ nhất chúng ta đã bị reject đó, thì cái lần thứ hai đã được duyệt vào ngày 20 tháng 10. Tiếp theo, on over print tức là in toàn bộ vải thì cái này không áp dụng. Cái này không áp dụng bởi vì các bạn nhìn này, vải này là vải trơn cho nên không áp dụng là not apply, ok? Thì chúng ta bỏ qua. Về cái on over print này thì nếu như mà chúng ta có thì thông thường nó sẽ là từ 45 ngày cho đến 60 ngày. Thời hạn của nó là từ sau khi nhận tài liệu sau cái ngày này, từ 45 cho đến 60 ngày là cái thời hạn deadline mà chúng ta phải được duyệt về cái hình in. Vì sao lại vậy? Bởi vì 45 đến 60 ngày bởi vì cái in toàn thân nó rất là khó cho nên là cần phải thời gian dài. Ok. Tiếp theo là về fit sample. Fit sample thì các bạn nhìn này, fit sample là không được quá 30 ngày sau khi mà sau cái ngày chúng ta nhận tài liệu. Lab deep quality, cái fabric quality cũng là 30 ngày. Tuy nhiên fit sample chỉ được may khi mà cái fabric quality này đã được duyệt nhé. Các bạn nhớ là như vậy. Bởi vì là kể cả là lab deep, kể cả là in theo, kể cả là may mẫu fit thì đều sử dụng cái vải mà khách đã được duyệt nhé. Cho nên ấy là fit là phải làm đúng cái loại vải mà khách đã được duyệt. Ok, có thể nhiều khi thì khách hàng sẽ du di cho chúng ta là cái màu có thể không đúng. Màu không đúng có thể khách hàng sẽ chấp nhận. Nhưng mà về chất lượng vải thì chắc chắn là phải giống. Chính vì vậy cho nên là cái deadline của nó các bạn cũng để ý là nó sẽ cộng 30 ngày. Ok, tiếp theo. Cái mình đã giải thích về book lot rồi đấy. Book lot tức là cái mẫu vải lần cuối cùng gửi cho khách để khách duyệt trước khi mà vào sản xuất vải hàng loạt. Thì cái ngày này ấy, bây giờ nó sẽ khác nhau giữa ba cái mã hàng này. Các bạn hình dung này, nó sẽ khác nhau đấy. Bởi vì sao? Bởi vì ấy là cái cấu trúc của nó khác nhau thì cái thời gian sản xuất nó sẽ khác nhau. Cấu trúc của cái áo phông này sẽ rất là đơn giản. Thì các bạn hiểu là để mà may được cái áo phông này thì cái thời hạn, cái production lead time của chúng ta là như mình vừa nói là từ khi đồng bộ là từ khi mà nhận vải này, nhận được phụ liệu và mẫu được duyệt là từ khi đồng bộ cho đến khi mà xuất được cái sản phẩm này thì thông thường nó sẽ rơi vào từ 30 cho đến 45 ngày. Đó là production lead time cho cái cấu trúc đơn giản này. Nó không, thường là sẽ không có giặt là một, cấu trúc của nó đơn giản là hai. Đó thì sẽ rơi vào từ 30 cho đến 45 ngày. Tuy nhiên với cái sản phẩm quần jean này thì đương nhiên nó sẽ khó hơn mà. Bởi vì như các bạn biết là cái áo thun này thậm chí là một ngày nó ra truyền được 2.000 cái. Nhưng mà với cái quần jean này một ngày chỉ được 500-600 cái thôi. Còn với cái áo jacket này mà áo này nó lại còn có cái áo gilet ở bên trong nữa, một ngày ra truyền được có 100 cái à. Cho nên là cái lead time của nó, cái thời gian sản xuất của nó phải khác nhau. Đó. Ví dụ như cái này chỉ 30 đến 45 ngày, còn cái này phải từ 45 ngày cho đến 55 ngày. Đó. Còn cái sản phẩm này thì phải từ 60 ngày, khoảng 60 ngày. Đó. Đó là cái production lead time. Chính vì vậy cho nên là nó sẽ khác nhau giữa ba cái mã hàng này. Bởi vì cái book lot này các bạn hiểu này. Cái book lot là cái vải mà cái mà phát triển vải để cho khách hàng sẽ duyệt, bước cuối cùng trước khi mà vào phát triển vải. Đó, chính vì vậy cho nên là chúng ta dựa vào cái thời hạn này để cho chúng ta sẽ dịch và sẽ tính ra được. Chúng ta sẽ tính ra được. Sorry các bạn nhé. Bởi vì cái này nó là vải mà. Cái này nó là vải cho nên là cái này không phải là khác nhau giữa ba mã. Should be same. Cái này nó không phụ thuộc vào cấu trúc. Cái này nó không phụ thuộc vào cấu trúc của mã hàng mà nó phụ thuộc vào cái độ khó của cái vải. Ví dụ như là vải in theo nó sẽ khó hơn cái vải trơn nhé.
Đó, thì cái này nó phụ thuộc vào vải chứ không phụ thuộc vào cấu trúc may. Nhưng mà từ set band, ok set band cũng vậy, cái này đang bị nhầm nha. Cái này cũng 40 ngày thôi. Ok, nhưng mà tại sao lại ra được cái con số 40 hoặc là tại sao ra được cái con số 60? Là bởi vì này, các bạn hình dung này, để mà may được cái sản phẩm này thì phải nhận được vải trước khi mà, có nghĩa là đồng bộ nhận vải trước khi ngày xuất hàng là 40 ngày. 40 ngày nhé. Các bạn nhìn đây, ở đây này. Cái ngày mà ngày xuất hàng là ngày 29 tháng 12, và cái ngày nhận tài liệu ở đây là 21 tháng 8. Như vậy chúng ta trừ đi bằng cái ngày này này, trừ đi cái ngày này, thì chúng ta sẽ ra được là bao nhiêu ngày rồi? 130 ngày. Tức là từ khi nhận tài liệu của khách hàng cho đến khi mà chúng ta xuất được cái mã hàng này là cần 130 ngày, tức là 4 tháng 10 ngày. Thì tại sao lại ra được cái con số 4 tháng 10 ngày? Bởi vì chúng ta sẽ mất gì? Chúng ta sẽ mất 30 đến 45 ngày để may cái áo này. Từ khi mà chúng ta đồng bộ và đến khi xuất hàng là mất 30 đến 45 ngày. Mình sẽ tính mắc là 45 ngày. Ok. Tiếp theo nữa là cái quá trình mà làm vải. Quá trình làm vải cũng sẽ mất từ 30 đến 45 ngày nữa. Như vậy thì chúng ta cũng tính mắc là 45 ngày, là 90 ngày. 90 ngày rồi. Nhưng mà cái quá trình làm vải người ta sẽ chỉ tính ở cái giai đoạn mà tính từ khi mà, tùy vào từng nhà cung cấp vải nha, tính từ khi mà lắp đít được duyệt ấy, tính từ khi lắp đít được duyệt. Thế thì trước khi lắp đít được duyệt thì chúng ta còn phải phát triển về quality nữa. Chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ đã tính là 90 ngày rồi đúng không? 3 tháng rồi. Thì chúng ta phải cộng thêm cái thời gian để phát triển cái quality này nữa là một. Thông thường thì cái này chúng ta phải để 1 tháng thì sẽ là 4 tháng. 4 tháng thì 4 tháng cộng với cái thời gian vận chuyển, thường là vải ở bên Trung Quốc. Các bạn nhìn nhà tên nhà cung cấp vải này. Nó ở bên Trung Quốc. Như vậy thì chuyển hàng về Việt Nam đi bằng tàu biển đúng không nào? Thì thông thường, tất nhiên là tùy từng cảng, nhưng mà thông thường thì sẽ rơi vào, tùy vào từng cảng nha, và trung bình thì chúng ta sẽ mất đến 1 tuần từ khi mà tàu chạy cho đến khi về đến nhà máy. Đó, thì ở đây là chúng ta có 130 ngày. Các bạn lưu ý là cái mã hàng này xuất rồi nha. Chính vì vậy cho nên là cái con số này là cái con số tin tưởng được. Tức là ở đây chúng ta đã có là 90 ngày để, trong đó thì có 45 ngày là may áo này, 45 ngày để sản xuất vải này, chúng ta sẽ có 30 ngày để mà phát triển về chất lượng vải này, và chúng ta có 10 ngày để mà vận chuyển vải từ bên nhà cung cấp vải bên Trung Quốc về đến nhà máy ở Việt Nam. Ok, tức là mất 130 ngày kể từ cái ngày mà khách hàng gửi tài liệu cho chúng ta. Tất nhiên ở đây là mình chưa, ở đây mình mới đang nói đến cái quá trình, cái quy trình là phát triển. Cái quy trình này là quy trình develop, là cái quy trình phát triển nhé. Còn về sau của nó nữa, cái quy trình sau khi phát triển là quy trình sản xuất. Nhưng mà trước khi có cái quy trình phát triển này là cái quy trình sourcing và costing. Thì tức là không phải là đến cái ngày 21 tháng 8 này khách hàng mới gửi cái tài liệu cho chúng ta đâu. Mà đây là cái tài liệu chốt, đây là cái tài liệu cuối cùng sau khi mà costing và sau khi sourcing đã làm xong. Thông thường ấy, thì ở Việt Nam ấy, nếu như mà kể cả chúng ta có làm FOB, và đương nhiên là nếu mà chúng ta làm CMPT, thì cái phần sourcing và cái phần costing, thường là nếu như nhà máy mà có tập đoàn, có văn phòng trụ sở ở Hà Nội, thì có thể là cái đội costing sẽ làm trước. Đó, đội sourcing và đội costing sẽ làm trước. Sau đó thì đến cái bước này này, đến cái bước mà chốt được rồi thì mới chuyển về nhà máy. Hoặc là thậm chí nếu như mà là làm CMPD thì đến cái giai đoạn này này, đến cái giai đoạn mà đồng bộ rồi mới chuyển về nhà máy. Thì lúc đó các bạn theo thì các bạn chỉ theo hàng CM thôi.
Còn FOB thì chúng ta sẽ theo phải theo từ bên sản xuất. Đó. Và FOB thì nó sẽ bao gồm cả costing và sourcing nữa. Thế nhưng mà thông thường thì costing và sourcing thì với những cái công ty và những cái nhà máy của Hàn Quốc hay của Trung Quốc thì thông thường là sẽ có cái đội ở trụ sở chính của họ, họ sẽ làm. Và đến cái giai đoạn mà họ chốt được rồi, chốt được sourcing và chốt được costing, chốt được tay bách với khách hàng thì họ sẽ chuyển đơn hàng, chuyển thông tin về cho nhà máy làm tiếp. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Còn sau này ở trong khóa học, nếu mà các bạn có nhu cầu tìm hiểu về sourcing, bởi vì sourcing nó là một cái quy sourcing và costing nó là một cái quy trình khác, cho nên đây là cái quy trình sản xuất, kế hoạch sản xuất mà, thì nó sẽ không bao gồm sourcing và costing, nó sẽ ở cái quy trình khác nữa. Đó. Chính vì thế cho nên là cái vải mà chúng ta vừa tính ấy, là chúng ta tính là 45 ngày sản xuất vải và 45 ngày để may, cộng với 10 ngày vận chuyển và 30 ngày để mà phát triển về chất lượng vải để ra 130 ngày. Thì không phải là đến cái lúc mà vải được duyệt này chúng ta mới đặt vải với nhà cung cấp đâu nhá. Bởi vì là từ khi mà cái độ sourcing và costing này, họ sourcing và costing họ làm thì họ đã đặt vải mộc với bên nhà cung cấp vải rồi, trước đó rồi. Và đến cái quy trình này là quy trình chúng ta phát triển thôi. Ok, chúng ta đi tiếp này, về book lot đúng không? Chính vì vậy cho nên là chúng ta đang nói là tại sao ra cái ngày 60 ngày của book lot. Thì như thế là chúng ta trong để mà may được cái áo này thì chúng ta mất 45 ngày tính từ ngày đồng bộ. Tính từ ngày đồng bộ là 45 ngày. 45 ngày cộng thêm với cái thời gian sản xuất vải nữa thì ít nhất là cái book lot này phải được duyệt trước 60 ngày. Mất 45 ngày. Các bạn hiểu là như vậy chúng ta tính tổng thời gian để mà sản xuất, để mà may được cái áo này và thời gian để mà sản xuất vải của nó thông thường là 90 ngày cơ. Nhưng tại sao ở đây lại là 60 ngày? Bởi vì 90 ngày là người ta tính từ cái giai đoạn này, tính từ cái giai đoạn lab dip này. Nhưng mà cái giai đoạn này là lab dip đã được duyệt rồi, chúng ta chuyển sang book lot. Đó thì chỉ là 60 ngày thôi. Thông thường nó là như vậy và cái khách hàng này họ quy định nó là như vậy. Còn với các bạn, với khách hàng của các bạn, với nhà máy của các bạn thì các bạn phải check với khách để cụ thể hơn. Cái này các bạn mang tính chất là ước lượng nha. Ước lượng. Tất nhiên là với cái khách hàng này thì đây là chính xác rồi, bởi vì đây là cái bản kế hoạch sản xuất thực tế. Ok, tiếp theo là về setband. Setband mình đã giải thích rồi, nó là những cái ánh màu mà khách hàng chấp nhận. Thì nó phải là 40 ngày, ở đây là 60 ngày trước cái ngày xuất hàng nha. Should be approved no later than prior to ship. Tức là trước cái ngày xuất hàng 60 ngày. Còn đây là trước cái ngày xuất hàng 40 ngày. Bởi vì là sau tính từ cái ngày mà chúng ta đồng bộ cho đến ngày xuất hàng là 45 ngày đúng không nào? Thế thì cái set band này chúng ta chỉ có thể làm được sau khi mà chúng ta nhận được vải thôi, đúng không nào? Chính vì thế cho nên ấy, là cái set band này nó sẽ là chỉ 40 ngày thôi. Bởi vì cái lead time của chúng ta tính từ khi mà chúng ta nhận vải là 45 ngày. Thì chúng ta nhận vải xong là chúng ta sẽ phân ánh màu và chúng ta sẽ phân ra cái set band. Thì như thế là 40 ngày. 40 ngày trước cái ngày mà chúng ta xuất hàng là phải gửi set band. Ok, tiếp theo về mẫu PP. Mẫu PP thì như mình đã phân tích, tức là mẫu PP nó sẽ liên quan đến cấu trúc chứ. Mẫu PP nó sẽ liên quan đến cấu trúc. Bắt đầu từ đây nó là liên quan đến sản xuất thì nó sẽ liên quan đến cấu trúc của sản phẩm. Vì vậy cho nên cấu trúc của cái mã hàng này nó đơn giản. Cấu trúc của mã hàng này nó đơn giản thì cái thời gian sản xuất của nó ngắn, thông thường là từ 30 đến 45, còn cái này nó khó hơn thì là từ 45 đến 55 ngày và cái mã hàng này nó khó thì phải từ 60 ngày trở lên. Đó. Chính vì vậy cho nên là cái PP sample này
nó tùy vào từng mã hàng. Nó tùy vào từng mã hàng để chúng ta tính ra được cái ngày mà chúng ta phải là cái ngày muộn nhất mà mẫu phải được duyệt, mẫu PP phải được duyệt. Ở đây các bạn nhìn này, mẫu duyệt ngày 12 tháng 11, trong khi cái muộn nhất mẫu duyệt, cái deadline nó là 14 tháng 11. Như vậy thì xít soát nha. Nhưng mà anyway thì vẫn kịp. Ok, về top sample. Top sample cái bắt đầu từ đây này, các bạn nhìn. Top sample cái ngày deadline là cái ngày 29 tháng 11. Nhưng mà cho đến ngày mùng 2 tháng 12 vẫn còn đang pending. Tức là top vẫn chưa gửi được. Đó. Top vẫn chưa gửi được nhé. Thế này là mẫu top đang bị muộn nhé. Ok, fabric in-house là cái ngày nhận vải. Cái ngày nhận vải thì như mình đã nói là nó là cái ngày đồng bộ mà. Nó là cái ngày đồng bộ thì nó phụ thuộc vào cái cấu trúc của cái mã hàng. Cấu trúc mã hàng càng khó thì vải càng phải về sớm, càng phải vào truyền sớm. Ok. Ngày nhận nguyên liệu và ngày nhận phụ liệu. Ok, tiếp theo là cái ngày bắt đầu cắt. Các bạn nhìn này, từ cái ngày nhận vải cho đến ngày cắt ở đây là 5 ngày. Từ 17 đến 23, 17 nhận vải thì đến 23 phải cắt. Thì các bạn hiểu nhé. Các bạn hiểu là trong 17 mình nhận vải, sau đó thì mình sẽ xả vải, mình sẽ kiểm vải, và sau đó mình sẽ trải vải và mình sẽ cắt. Như vậy thì mất 5 ngày từ khi nhận vải thì mình sẽ cắt. Và đương nhiên để cắt được thì mẫu PP của chúng ta phải được duyệt, đúng không nào? Mẫu PP được duyệt thì mình mới cắt được chứ. Thì cái ngày cắt đương nhiên là phải sau cái ngày nhận vải và sau cả cái ngày PP được duyệt. Đó, ngày PP được duyệt các bạn nhìn ở đây là 12 tháng 11. Còn cái ngày cắt là 23 tháng 11. Ok, hợp lý. Bởi vì các bạn hình dung là khi mà chúng ta làm cái kế hoạch sản xuất thì nó phải đồng nhất và nó phải logic, nó phải hợp lý. Chứ nếu như mà chúng ta cái ngày cắt ở đây chúng ta lại để trước cái ngày vải về, như thế là vô lý rồi. Không thể cắt được khi mà vải chưa về. Và đương nhiên nếu như mà chúng ta làm không hợp lý ấy, chúng ta lại cắt trước cả cái ngày mẫu được duyệt là cái vấn đề rất lớn với khách nha. Bởi vì là chỉ được phép cắt sau khi mẫu đã được duyệt. Mà tại sao ở trong cái kế hoạch sản xuất cái ngày cắt lại trước cái ngày khách mẫu được duyệt? Như vậy là có vấn đề rất lớn, nhà máy đã tự ý cắt hàng. Ok. Cho nên là mặc dù là cái thông tin chúng ta nhập nhưng nó lại rất rất quan trọng. Ok, tiếp theo sau khi cắt thì sẽ là may nhá. Và cái ngày đóng gói và cái ngày hoàn thiện đóng gói. Tiếp theo là cái ngày xuất hàng và cái ngày kiểm xuất và cái ngày xuất hàng. Thì các bạn hiểu là cái ngày may ấy, đương nhiên là không phải là đợi may hết xong rồi mới chuyển sang hoàn thiện, đợi hoàn thiện hết xong là lượt xong rồi mới sang đóng gói, mà nó theo cái dòng chảy, nó theo cái quy trình. Chính vì vậy cho nên là may được một số lượng chúng ta sẽ chuyển dần qua hoàn thiện là lượt hoàn thiện và là lượt xong thì chúng ta sẽ chuyển dần qua đóng gói, để làm sao đảm bảo là cái bộ phận may người ta sẽ đủ việc may liên tục, và khi mà may xong thì sẽ chuyển qua hoàn thiện, và hoàn thiện người ta cũng sẽ đủ hàng người ta làm liên tục. Cái đó thì lại chúng ta lại phải tính. Tức là ở trong cái khóa học mình đã chia sẻ với các bạn về cái quy trình tính quy trình công nghệ đấy, thì các bạn sẽ tính được cái mỗi một cái sản phẩm nó sẽ có bao nhiêu quy trình công nghệ, và nó sẽ mất bao nhiêu thời gian cho từng quy trình. Như vậy thì tương tự như thế, may cũng vậy, hoàn thiện cũng thế, đóng gói cũng vậy. Chúng ta cũng phải tính được, chúng ta cũng phải ước tính được là cái công đoạn là này, công đoạn hoàn thiện này, cái công đoạn gấp gói này với cái yêu cầu như thế này, với cái yêu cầu gấp gói như này, với yêu cầu hoàn thiện như thế này, thì cái năng suất nó là bao nhiêu, để chúng ta dự kiến được là bao nhiêu tổ làm và bắt đầu làm khi nào với cái số lượng đơn hàng này. Ok, bài này thực sự là rất nặng, rất rất nặng, cho nên là trong một cái bài chia sẻ mình nghĩ là mình đã cố gắng nói rất là kỹ, nhưng mà mình tin rằng là
Nếu như mà các bạn đã từng làm rồi thì các bạn nghe các bạn sẽ hiểu luôn. Còn với các bạn mà chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc là chưa từng làm ấy thì có thể sẽ rất rất là khó để mà hiểu hết được cái nội dung. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ về cái mã hàng đầu tiên này rồi. Thế còn hai cái mã hàng phía sau, thực sự là mình chia sẻ đến giờ gần 1 tiếng rồi, mình cũng rất là mệt, không thể đủ thời gian để chia sẻ hết được. Thì có lẽ là hẹn các bạn ở những cái bài học tiếp theo. Và đặc biệt là nếu như mà các bạn đăng ký khóa học của mình ấy, thì mình sẽ, bởi vì chúng ta sẽ, khi mà đăng ký khóa học thì chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ có học online vào thứ bảy cuối tuần. Thì lúc đó mình sẽ quay lại cái chủ đề này, hoặc là khi mà các bạn nghe cái video này các bạn không hiểu gì thì các bạn có thể hỏi mình luôn. Và cái khóa học đào tạo quản lý đơn hàng, đào tạo QA/QC và đào tạo tiếng Anh chuyên ngành may, thì nếu các bạn đăng ký thì các bạn liên hệ với cái số Zalo này, thì mình sẽ phân tích chi tiết về cái khóa học cho các bạn, có thông tin chi tiết về khóa học. Có nghĩa là hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.